Chỉ cần 3 bước mỗi ngày thôi là Trâm đã sẽ có một làn da đẹp tự tin từ face tới body luôn. Và đây chính là sản phẩm mà Trâm đang dùng và khá là thích đến từ nhà Hatagon. Một buổi sáng bắt đầu thì Trâm sẽ làm da của mình thật sạch và dùng em kem trị nám Hatagon đầu tiên. Do công việc của Trâm phải tiếp xúc với ánh nắng khá là nhiều cho nên làn da không tránh khỏi bị nám. Nhưng khi dùng em này, Trâm đã lấy được làn da tự tin bởi vì thành phần chính là tinh chất nano vàng thúc đẩy quá trình tái tạo collagen, cải thiện độ săn chắc và đàn hồi cho da của mình. Theo Trâm thấy thì em này kết cấu đặc nhưng rất mịn và thấm nhanh, không để lại vết bết dính trên da như những sản phẩm kem đặc thông thường, nên không sợ bị bí da đâu nha. Đặc biệt là khi mua em trị nám Hatagon như này thì sẽ tặng kèm một chai serum tinh chất vàng 5ml. Và tiếp theo thì chúng ta không thể thiếu kem chống nắng cúc la mã này, thì em này sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi luôn. Thành phần gồm niacinamide tinh chất vàng cúc la mã sẽ giúp tăng cường khả năng chống nắng, cải thiện làn da sáng khỏe, chặn đứng từ ba tia UV độc hại như là UVA, UVB và ánh sáng xanh. Theo chúng thấy thì kết cấu của em kem chống nắng này có màu trắng dễ tán, thoa lên da có cảm giác mát nhẹ dịu da và khả năng kìm dầu lên tới 4 giờ luôn đó nha mọi người. Và bước cuối cùng là em kem body, kem body Hatagon tinh chất vàng 24K hương nước hoa, chất kem cực kỳ là thích, cực kỳ là đã luôn mọi người. Thay đến đâu là da mát lạnh đến đó, và thay tới đâu là thấm tới đó, không hề bết tít, không lộ vân kem luôn. Bởi vì là có thành phần là alpha arbutin, niacinamide tinh chất vàng nano sẽ giúp ức chế hoạt động tổng hợp melanin, giúp cho da trắng sáng đều màu. Còn được biết là đến từ vitamin B3 có khả năng là cải thiện những vùng da không đều màu và vết thâm nữa. Đặc biệt là khi sử dụng kem body hai tay là không cần xịt nước hoa luôn nha. Mùi hương nước hoa có trong kem lên tại cực kỳ sang và dễ chịu. Cho nên nàng nào mà đang muốn tìm một loại các sản phẩm lành tính và an toàn, đẹp từ face tới body thì mọi người hãy tham khảo ngay của nhà Hatagon nhé.